Thế thì hôm nay mình có một phần chia sẻ về hội chứng Nguyên lại, còn gọi là refeeding ở bệnh nhân nặng. Thế thì nếu không để không mất thời gian của tất cả mọi người hơn nữa thì mình sẽ bắt đầu cái bài trình bày ngày hôm nay luôn. Thế thì về để bắt đầu cái buổi ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra một cái case lâm sàng mà mình nghĩ là bất cứ các anh chị nào mình cũng có thể gặp ở cái trường hợp ở bệnh viện của mình. Thì trong case lâm sàng này thì là bệnh nhân nam 82 tuổi được chẩn đoán là tắc mật do u đường mật trong gan phải, theo dõi ung thư gan, tăng huyết áp, lao phổi cũ. Bệnh nhân thì thường có cân nặng là 55 kg, chiều cao là 170 cm, BMI là 19,1. Thế thì với một bệnh nhân nam trên 80 à trên 70 tuổi, như bệnh nhân này là 82 tuổi thì mức BMI 19,1 mọi người có thể thấy là mức BMI không quá thấp, là một mức BMI ở mức độ trung bình và khá là tốt ở người cao tuổi. Thế thì bệnh nhân ăn uống kém khoảng 3 tháng nay và gầy sút 10 kg, tương đương với lại là gần 10%. Trên 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng. BMI hiện tại của bệnh nhân chỉ có 13,8. Bệnh nhân vàng da 3 tháng nay, mệt mỏi nhiều, nôn nhiều. Hàng ngày bệnh nhân ở nhà ăn được khoảng độ 3 bát cháo con, tương đương với 150 ml một bữa và nhân với 3 bữa. Như vậy nếu mà các anh chị làm dinh dưỡng thì các anh chị có thể thấy là bệnh nhân này tổng lượng dịch một ngày bệnh nhân mới ăn được 450 ml, tương đương với lại năng lượng khoảng độ 0,6-0,7 kcal trên 1 ml cháo, thì mức năng lượng cũng tương đối thấp, chỉ khoảng độ 300 kcal. Thế thì bệnh nhân được người nhà cho vào bệnh viện tỉnh điều trị 3 ngày nay. Tại bệnh viện tỉnh thì được nuôi dưỡng qua ống sông dạ dày, ngày 4 bữa, 200 ml một bữa và cộng với 2 bữa sữa Esure 200 ml, không nhớ rõ đường nuôi dưỡng, đường tiêu hóa. Và hiện tại thì bệnh diễn biến nặng lên nên bệnh nhân chuyển viện Đại học Y Hà Nội. Thế thì bệnh nhân này vào viện trong tình trạng là rất là suy kiệt, vàng da, da khô, không phù, bụng chướng nhẹ, ăn kém và không có rối loạn tiêu hóa. Xét nghiệm lúc vào viện thì có hemoglobin có giảm là 100 gram trên lít, hồng cầu là 3.82. Mỗi những cái bi lăng về dinh dưỡng như albumin, protein thì đều giảm, albumin 20, protein 5 kg trên lít và glucose là 5.08 mmol trên lít. Men gan, các chỉ số về men gan và bin toàn phần thì anh chị có thể quan sát trên màn hình. Đặc biệt bệnh nhân này có kali là 2.2 và phốt pho là 0.35, tức nghĩa là giảm khá là sâu. Thế thì theo anh chị, trên bệnh nhân như thế này, khi mình bắt đầu tiếp nhận và can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân thì những vấn đề dinh dưỡng cấp tính nào trên người bệnh mà anh chị phải chú ý? Chẩn đoán dinh dưỡng ở bệnh nhân này như thế nào và kế hoạch can thiệp dinh dưỡng tiếp theo anh chị sẽ phải tập trung vào phần nào ạ? Dạ. Thế thì những câu hỏi này thì chúng ta có thể để dành tiếp đến cuối buổi để chúng ta bắt đầu trả lời từng câu hỏi một. Thế thì để đi vào ngày hôm nay, thế thì anh chị có thể thấy là nội dung sẽ bao gồm 5 phần chính: định nghĩa, cơ chế bệnh sinh và triệu chứng, xác định nguy cơ hội chứng Nguyên lạ, tiêu chuẩn chẩn đoán, quy trình can thiệp dinh dưỡng và điều trị hội chứng Nguyên lạ như thế nào. Thế thì về định nghĩa, không biết là ở đây có anh chị nào mình từng tìm hiểu hoặc từng điều trị hoặc từng tiếp nhận những bệnh nhân có hội chứng Nguyên lại không ạ? Vâng, hội chứng Nguyên lại thì cũng là một hội chứng không còn mới trong y văn, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa quá phổ biến, đặc biệt là ở những bệnh viện mà mình chưa điều trị dinh dưỡng bệnh nhân tích cực nhiều. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hội chứng đó. Thế thì hội chứng Nguyên lại, refeeding, được coi là một loạt các biến đổi về chuyển hóa và điện giải và hoặc sự tăng cung lượng sau một thời gian dài giảm hoặc không đủ cung cấp năng lượng. Thực tế thì ở đây chắc là phần lớn các anh chị đều biết cái câu chuyện về một bữa no của Nam Cao đúng không ạ? Tức nghĩa là sau khi mình nhịn đói kéo dài đến lúc ăn trở lại thì có những biến chứng cực kỳ nguy hiểm và thậm chí có thể tử vong. Thế thì sau buổi ngày hôm nay thì anh chị có thể biết là không phải là tác giả tự nhiên mà viết ra những cái triệu chứng đó đúng không ạ, mà nó đều có cơ sở khoa học cả và nó cũng được đặt tên là hội chứng Nguyên lại. Cái này thường xảy ra khi mà mọi người cung cấp năng lượng đột ngột sau thời gian dài giảm hoặc không hề được ăn gì hoặc không hề cung cấp năng lượng gì. Thế thì chúng ta phải phân cấp hội chứng Nguyên lại phải xảy ra trên bệnh nhân thế nào ạ? Có sự suy giảm dinh dưỡng kéo dài. Sự suy giảm ở đây có thể là giảm cân này, giảm cơ này, teo cơ, mất lớp mỡ dưới da. Và sự suy giảm dinh dưỡng này cũng đồng thời với việc đấy là bệnh nhân không được ăn gì hoặc không được cung cấp bất cứ một thứ gì, hoặc là ăn ở mức độ cực kỳ ít, dưới 50%.
Và hội chứng nuôi ăn lại chỉ xảy ra khi mà làm sao ạ? Mình bắt đầu nuôi dưỡng trở lại. Chứ còn nếu mà bệnh nhân vẫn suy giảm tình trạng như thế thì đương nhiên mình sẽ chưa gặp cái hội chứng này, mà phải khi mình bắt đầu nuôi dưỡng bệnh nhân trở lại, mình bắt đầu can thiệp dinh dưỡng tích cực cho bệnh nhân thì bắt đầu mình sẽ có nguy cơ gặp hội chứng nuôi ăn lại. Như vậy, ngay trong định nghĩa anh chị cũng có thể thấy là gì ạ? Điều trị hội chứng nuôi ăn lại tốt nhất và quan trọng nhất đấy là mình phải sàng lọc được những bệnh nhân có nguy cơ hội chứng nuôi ăn lại để mình dự phòng ngay từ đầu, để tránh tình trạng khi nuôi dưỡng trở lại bệnh nhân gặp phải hội chứng này ạ. Theo một tổng quan hệ thống trên 6.608 bệnh nhân thì cho thấy là tỷ lệ gặp hội chứng nuôi ăn lại chiếm khoảng độ từ 0 cho đến 80% người bệnh, và đa số thì sẽ gặp trong 72 giờ đầu sau khi bệnh nhân được can thiệp dinh dưỡng. Cái triệu chứng thường gặp ấy, đôi khi nó chỉ bao gồm rối loạn điện giải và có thể bao gồm cả những triệu chứng trên lâm sàng, và những triệu chứng trên lâm sàng này thường liên quan đến sự tụt sâu và sự giảm sâu của các điện giải quan trọng như kali, phosphor và magie. Thế thì ở đây anh chị có thể thấy đây là sơ đồ về cơ chế bệnh sinh của hội chứng nuôi ăn lại. Thế thì khi bệnh nhân ăn ít hoặc không ăn gì trên 5 ngày thì đầu tiên cơ thể sẽ xảy ra phản ứng là hạ glucose máu, và cái hạ glucose máu này sẽ kéo theo đấy là giảm insulin và tăng tiết glucagon, và cơ thể sẽ tăng cái quá trình glycogenesis trong vòng 24 đến 48 giờ đầu sau khi ăn và sẽ giảm glucogen dự trữ. Tiếp theo, nếu mà bệnh nhân tiếp tục nhịn đói trong 48 giờ thì sẽ tăng phân hủy lipid và tạo ra các thể ceton, và lúc này các thể ceton sẽ thay thế như cái đồng tiền năng lượng của cơ thể để tham gia vào các hoạt động của cơ hay hoạt động của tế bào não. Trong vòng 72 giờ tiếp theo sẽ bắt đầu quá trình là phân giải hủy protein, và bệnh nhân sẽ mất rất nhiều cơ, mất rất nhiều mô cơ, mô mỡ ở trong cái giai đoạn này. Kết hợp với cái việc nhịn đói kéo dài đấy, chúng ta không chỉ là glucose máu mà mình sẽ còn giảm đồng thời các vitamin và khoáng chất mình nạp vào. Do đó, chúng ta sẽ giảm cả kali, phosphor và magie huyết thanh. Thế thì khi mà giảm cái nồng độ kết hợp với đó là chúng ta sẽ giảm luôn cả nồng độ thiamin ở trong máu. Thế thì khi mà giảm cả hai yếu tố này kết hợp lại thì tổng lượng kali, phosphor và magie của cơ thể cũng như trong máu sẽ giảm, tăng chuyển hóa kali, phosphor và magie vào trong tế bào làm tổng lượng ở trong cơ thể lại càng giảm sâu hơn nữa. Thế thì khi bắt đầu cái quá trình nuôi dưỡng trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi bắt đầu cung cấp thức ăn thì glucose sẽ tăng lên ạ. Dịch muối và các chất dinh dưỡng của chúng ta từ các nguồn cung cấp vào cũng sẽ tăng lên. Thế thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Là tăng tiết insulin, và chính cái tăng tiết insulin này đầu tiên nó sẽ làm giữ natri ở ống thận và có thể làm quá tải dịch, và quá tải dịch này thì có thể gây ra những cái vấn đề về suy tim xung huyết này, về phù phổi cấp này, hoặc là về những rối loạn nhịp tim. Thứ hai, tăng insulin sẽ làm tăng chuyển hóa glucose, và tăng chuyển hóa glucose thì làm sao ạ? Sẽ cần những coenzyme như thiamin, mà bản chất thiamin đã bị làm sao ạ? Đã bị giảm trong cái quá trình mình nhịn đói kéo dài rồi. Thế thì trong giai đoạn này thì làm càng giảm sâu hơn nữa và có thể gây ra những cái vấn đề về thiếu thiamin cấp tính như hội chứng kép đích hay là toan chuyển hóa. Cái thứ ba đấy là tăng tiết insulin nó cũng sẽ làm tăng vận chuyển kali, phosphor và magie trong tế bào, vào trong tế bào làm cho cái kali, magie và phosphor máu trong huyết thanh làm sao ạ? Sẽ giảm sâu và có thể là làm thay đổi cái ngưỡng hoạt động và gây ra những cái cơn tetani. Thứ tư, đấy là do việc tăng tổng hợp protein, tăng tạo ATP, DNA và RNA làm giảm phosphor và có thể gây ra thiếu máu, tan máu, giảm nồng độ oxy và có thể gây ra những cái triệu chứng về thần kinh như run này, mất điều hòa vận động này, hôn mê, mê sảng, hoặc là những cái triệu chứng về đường tiêu hóa như chán ăn, táo bón hoặc là yếu cơ. Thế thì lâu dài nếu mà quá trình này chúng ta không có sự điều trị thích hợp diễn ra rầm rộ thì mọi người có thể thấy làm sao ạ? Biến chứng nguy hiểm nhất của hội chứng nuôi ăn lại sẽ đến từ những cái hậu quả của phù phổi cấp, của rối loạn nhịp tim, quả toan chuyển hóa và thậm chí là có thể gây tử vong ạ. Thế thì như bác sĩ Vi nói ở phần đầu,
cái quan trọng nhất của mình là mình cần phải xác định và khoanh vùng bệnh nhân nào có nguy cơ hội chứng Nguyên lại để chúng ta sàng lọc và chúng ta điều trị dự phòng cho bệnh nhân ngay từ đầu. Thế thì ở đây là cái tiêu chuẩn đoán khoanh vùng nguy cơ hội chứng lại theo Hiệp hội ESPE năm 2020. Anh chị có thể lưu lại phần này. Thứ nhất, khi mà mình chẩn đoán hội chứng Nguyên lại, chúng ta sẽ dựa vào những cái chỉ số liên quan đến suy giảm dinh dưỡng, BMI, sụt cân, lượng ăn vào, nồng độ phosphor, kali hoặc magie trong máu, tình trạng mất cơ, mất lớp mỡ dưới da và các bệnh lý đi kèm. Mình sẽ phân độ thành nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Nguy cơ trung bình khi mà cần hai trong những cái yếu tố như thế này và nguy cơ cao là cần một yếu tố nặng. Về BMI, khi mà BMI giảm dưới 16, mình sẽ khoanh vùng vào một yếu tố nguy cơ cao, thế là bệnh nhân có hội chứng Nguyên lại luôn. Khi mà BMI từ 16 đến 18.5, tức nghĩa là ở mức nguy cơ trung bình và mình sẽ cần thêm những cái chỉ số khác. Sụt cân mình cũng phân độ thành sụt 7,5% cân nặng trên 3 tháng hoặc lớn hơn 10% cân nặng trong 6 tháng. Nguy cơ trung bình là lớn hơn 5% cân nặng trong vòng 1 tháng trước. Về lượng ăn vào là cái yếu tố rất quan trọng trong hội chứng refeeding. Anh chị sẽ xem xét cái lượng ăn vào của bệnh nhân so với nhu cầu hàng ngày hoặc là cái lượng ăn vào trung bình trước đây để xem bệnh nhân đang suy giảm ở mức độ nào. Nồng độ phosphor, kali, magie máu là những yếu tố mà cần phải được đánh giá trước khi nuôi dưỡng lại bệnh nhân để xem bệnh nhân có thiếu hoặc có nguy cơ hội chứng Nguyên lại hay không. Tương tự như vậy, mất lớp mỡ dưới da, mất cơ và bệnh lý di truyền, mình cũng sẽ chia thành mức độ nặng, mức độ nhẹ và trung bình. Nếu mức độ nặng thì chỉ cần một yếu tố thôi là chúng ta đã có thể khoanh vùng bệnh nhân là có hội chứng Nguyên lại rồi. Còn nếu ở mức độ nguy cơ nhẹ và trung bình thì chúng ta sẽ cần hai yếu tố kết hợp với nhau ạ. Về tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng Nguyên lại ạ, anh chị sẽ phân vùng một chút. Như ở bảng này thì bác sĩ đang nhắc đến là nguy cơ về hội chứng Nguyên lại, còn ở đây là tiêu chuẩn chẩn đoán. Thế thì tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ở hội chứng Nguyên lại sẽ nhấn mạnh ở việc giảm nồng độ của các ion phosphor, kali và magie trong máu. Hội chứng Nguyên lại được chẩn đoán ở mức độ nhẹ nếu mà có giảm từ 10 đến 20% những cái ion này. Mức độ trung bình khi giảm 20 đến 30% và mức độ nặng khi có giảm trên 30% những ion này. Có hoặc không có kèm theo các triệu chứng lâm sàng liên quan đến việc suy giảm chức năng của một cơ quan nào đó do sự giảm nồng độ của phosphor, kali và magie. Có sự thiếu hụt của thiamin, tức là vitamin B1 và được chẩn đoán là Nguyên lại mức độ nặng. Thế thì hội chứng Nguyên lại, cái thời điểm thường xảy ra nhất đấy là trong vòng 30, ở thời điểm 36 giờ, 72 giờ và 5 ngày sau nuôi dưỡng. Thế thì khi bắt đầu nuôi dưỡng lại một bệnh nhân, thế thì chúng ta cần phải rất là quan tâm đến hội chứng Nguyên lại này. Và trên bệnh nhân nặng, tôi nghĩ là những bệnh nhân có sự suy giảm tình trạng dinh dưỡng đã rất là cao trước đó, tình trạng bệnh lý lại trầm trọng. Như vậy, những hội chứng Nguyên lại sẽ rất thường gặp ở trên bệnh nhân nặng. Và ở đây, cái biến chứng của hội chứng Nguyên lại, à, cái biến chứng đến cái nguy cơ, cái hậu quả của hội chứng Nguyên lại thường đến từ cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng năng lượng vượt quá mức cho phép. Thế thì ở đây bác sĩ nhắc đến một cái khái niệm, đấy là overfeeding ạ. Thế thì overfeeding được định nghĩa là ta lo nuôi dưỡng vượt quá 110% so với năng lượng tiêu hao của bệnh nhân. Trên bệnh nhân thông thường thì chúng ta có những cái công thức hoặc có những cái bảng biểu để đánh giá là ở mức độ tuổi, mức giới như thế này thì năng lượng chuyển hóa cơ bản ở mức độ bao nhiêu. Tuy nhiên, ở bệnh nhân nặng, bệnh nhân hồi sức đã có những cái sự thay đổi về chuyển hóa. Vì vậy, nên việc đo năng lượng tiêu hao cơ bản quan trọng nhất và chính xác nhất cần sử dụng máy đo năng lượng gián tiếp IC. Tuy nhiên thì khá nhiều bệnh viện và ngay cả bệnh viện Đại học Y hiện nay cũng chưa có máy. Vì vậy nên là hiện tại tại bệnh viện Đại học Y vẫn dùng những cái công thức để chúng ta tính được cái năng lượng chuyển hóa cơ bản cho bệnh nhân. Ở đây là một cái biểu đồ xem xét về cái thay đổi chuyển hóa của bệnh nhân bình thường và bệnh nhân nặng khi mà chúng ta bắt đầu giảm nuôi dưỡng. Thì mọi người có thể thấy là ở bệnh nhân bình thường thì nồng độ insulin khi đó à, ở bệnh nhân bình thường thì khi đói insulin được tiết ra thì tương đối ổn định kể cả về ngắn hạn và về dài hạn. Khi mà cơ thể nhịn đói kéo dài thì bắt đầu làm sao ạ? Cơ thể sẽ tăng tổng hợp các thể ceton từ các axit béo tự do để cung cấp năng lượng cho não, cho cơ tim và các cơ quan khác hoạt động. Và kể cả mức năng lượng chuyển hóa cơ bản khi này cũng sẽ là sao ạ? Có giảm nhưng mà sẽ tương đối ổn định và không giảm nhiều.
Tuy nhiên, ở bệnh nhân nặng thì cái diễn biến của chúng ta sẽ khác. Ở bệnh nhân nặng thì sau khi bắt đầu nhịn đói thì insulin sau 48 giờ sẽ tiết ra làm sao ạ? Rất là mạnh mẽ. Năng lượng chuyển hóa cơ bản thì giai đoạn đầu thì làm sao ạ? Giảm rất sâu, sau đó thì tăng mạnh làm cho bệnh nhân càng tiêu hao năng lượng và mất cơ, mất lớp mỡ dưới da nhiều. Thể cetone làm sao ạ? Bị hạn chế và không thể tiết ra được. Do đó, trong 48 giờ đầu khi mà nuôi dưỡng lại bệnh nhân nặng thì mọi người có thể thấy làm sao ạ? Insulin không tăng, mức năng lượng chuyển hóa cơ bản thì giảm thấp. Vì vậy nên là nuôi dưỡng bệnh nhân nặng trong giai đoạn đầu chúng ta chưa cần tập trung quá nhiều vào mức năng lượng. Đi sâu hơn nữa vào phần này thì mọi người có thể thấy là đo mức chuyển hóa cơ bản sau 24 và 48 giờ nhịn đói thì mọi người có thể thấy là trong vòng 24 đến 48 giờ sau nhịn này thì mức chuyển hóa cơ bản giảm thấp nên việc nuôi cao năng lượng làm sao ạ? Là không cần thiết, thậm chí việc nuôi overfeeding có thể càng dẫn tới hội chứng men lại trầm trọng hơn. Nên đối với bệnh nhân nặng, chúng ta hoàn toàn có thể khởi động nuôi dưỡng đường tiêu hóa với mức năng lượng tối thiểu. Từ 72 giờ trở đi thì thế nào ạ? Từ 72 giờ trở đi thì mức năng lượng chuyển hóa cơ bản có thể về bình thường hoặc thậm chí là tăng cao. Nên chúng ta có thể bắt đầu nuôi dưỡng năng lượng dựa trên đo cái mức năng lượng chuyển hóa cơ bản này hoặc sử dụng các công thức tính năng lượng, và việc nuôi dưỡng về đường tĩnh mạch có thể kết hợp trong cái giai đoạn từ 72 giờ trở đi để đảm bảo cung cấp năng lượng cho bệnh nhân. Thế thì khi mà chúng ta đã khoanh vùng được yếu tố nguy cơ, khi mà chúng ta đã chẩn đoán được bệnh nhân hội chứng nuôi ăn lại rồi, thế thì quy trình can thiệp dinh dưỡng trên những bệnh nhân có yếu tố về hội chứng nuôi ăn lại thì như thế nào ạ? Thứ nhất là mình cần sàng lọc những cái yếu tố nguy cơ về suy dinh dưỡng, những yếu tố nguy cơ về hội chứng nuôi ăn lại, xem xét về nồng độ và kiểm tra các ion quan trọng như kali, magie, phosphor, natri và kali máu. Tiếp theo là chúng ta sẽ chẩn đoán hội chứng nuôi ăn lại theo những cái yếu tố nguy cơ và phân độ thành bệnh nhân là không có hội chứng nuôi ăn lại, có hội chứng nuôi ăn lại, nguy cơ mức độ thấp, nguy cơ mức độ cao hay là nguy cơ mức độ rất cao. Và tùy từng bệnh nhân ở mức độ nguy cơ nào thì chúng ta sẽ có những cái can thiệp cụ thể. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn là cụ thể mình sẽ can thiệp và điều trị cái hội chứng này như thế nào ạ? Ở đây là một số hướng dẫn của các hiệp hội dinh dưỡng trên thế giới. Thì phần lớn các hiệp hội dinh dưỡng đều đưa ra phần can thiệp chúng ta sẽ tập trung vào bốn mảng chính. Thứ nhất là năng lượng ngày khởi đầu, cái thứ hai là lượng protein cung cấp trên ngày, thứ ba là cân bằng dịch một ngày của bệnh nhân, và thứ tư là các vitamin trước, trong và sau điều trị. Thế thì ở mức năng lượng khởi đầu thì mọi người có thể thấy là phần lớn các tổ chức đều đưa ra mức năng lượng làm sao ạ? Từ 10 đến 15 kilocalo năng lượng trên 1 kg trên một ngày. Một số tổ chức còn đưa ra đối với bệnh nhân nguy cơ mức độ cao có thể phải giảm xuống 5 kilocalo trên kg cân nặng trên ngày. Lượng protein sẽ dao động từ 15 đến 20% tổng năng lượng. Cân bằng dịch được khuyến cáo là phải ở mức bi lăng bằng 0 hoặc bi lăng hơi âm, tương đương với khoảng độ 20 đến 30 ml trên kg cân nặng. Và vitamin trước trong điều trị quan trọng nhất là gì ạ? Là vitamin B1 ạ, thiamin, với liều khuyến cáo là khoảng độ từ 200 đến 300 mg theo Hiệp hội NICE Aspen hoặc là từ 100 mg theo Aspen 2020. Và vitamin B1 làm sao ạ? Phải được sử dụng trước khi bệnh nhân điều trị tối thiểu là 5 ngày và có thể duy trì 7 đến 10 ngày sau nuôi dưỡng. Một điểm quan trọng đấy là ngoài vitamin B1 thì bệnh nhân cũng nên được bổ sung multivitamin và ở mức khuyến cáo là khoảng độ 10 ngày sau điều trị. Đi rõ hơn thì ở đây bác sĩ đưa ra hai cái hiệp hội mà thường được sử dụng phổ biến ở trên lâm sàng. Đấy là Hiệp hội NICE 2006 và Hiệp hội Aspen 2020. Hiện tại ở Bệnh viện Đại học Y thì phần lớn các bệnh nhân chúng tôi đều sử dụng theo những cái khuyến cáo của Hiệp hội Aspen 2020. Đấy là mức năng lượng khởi đầu sẽ là từ 10 đến 20 kcal trên kg cân nặng, hoặc anh chị có thể sử dụng cho bệnh nhân là từ 100 đến 150 g dextrose trong vòng 24 giờ đầu. Thế thì khi mà mình khởi động cho bệnh nhân như vậy thì mọi người rất hay đặt câu hỏi là mình tăng năng lượng như thế nào?
để bệnh nhân có thể đạt được cái nhu cầu năng lượng khuyến nghị. Và sau này mình còn phải hạn chế cái việc teo cơ, bởi vì như anh chị có thể thấy là năng lượng chuyển hóa cơ bản trong vòng 48 giờ đầu thường giảm thấp, nên thường bệnh nhân sẽ không bị thiếu năng lượng. Nhưng sau 72 giờ, đặc biệt là đối với những bệnh nhân nặng, thì năng lượng chuyển hóa cơ bản tăng rất cao và bệnh nhân mất rất nhiều năng lượng trong giai đoạn này. Vì vậy nên việc tăng năng lượng là rất cần thiết ở trên bệnh nhân có hội chứng Nguyên lại. Thế thì mình cần tăng như thế nào để được tránh những biến chứng này? Thế thì ở Aspen khuyến cáo là năng lượng có thể tăng 33% một ngày sau mỗi 1 đến 2 ngày. Và song song với việc tăng năng lượng này thì anh chị phải bù đủ dịch, bù đủ các ion kali, magie, phosphor, và phải xét nghiệm cũng như theo dõi điện giải đồ cũng như là nồng độ huyết thanh các ion này hàng ngày. Nếu bệnh nhân nhận lượng lớn dextrose trong vòng vài ngày đầu thì mắc năng lượng có thể tăng cao hơn so với khuyến cáo trên. Thế thì về điện giải, trong trường hợp bệnh nhân nặng, anh chị cần kiểm tra trước khi bắt đầu nuôi dưỡng, sau đó theo dõi 12 giờ một lần trong vòng 3 ngày đầu. Trường hợp khó điều chỉnh được điện giải thì lượng dextrose khởi động thì sao ạ? Chỉ khoảng 50% so với khuyến nghị, tức là rơi vào khoảng độ 50 đến 75 gram dextrose. Nuôi dưỡng tăng dần 33% cho đến khi đạt năng lượng khuyến nghị sau mỗi 1 đến 2 ngày. Về vitamin và khoáng chất, Aspen khuyến cáo là 100 mg ngày trước khi bắt đầu nuôi dưỡng và kéo dài 5 đến 7 ngày. Vitamin B1 này anh chị hoàn toàn có thể sử dụng cả đường uống lẫn đường tiêm truyền. Multivitamin thì bổ sung một lần một ngày trong vòng 10 ngày hoặc là lâu hơn. Ngoài ra còn một số yếu tố khác, đấy là khi bệnh nhân có nguy cơ cao thì anh chị cần kiểm tra các dấu hiệu quan trọng, bao gồm các dấu hiệu về sinh tồn, nhịp tim, điện giải đồ 4 giờ một lần trong 24 giờ đầu khi bắt đầu can thiệp. Bệnh nhân thì cần đặt monitor theo dõi bệnh nhân tiên lượng nặng, theo dõi cân nặng hàng ngày và tiên lượng cần xa các vấn đề dinh dưỡng hàng ngày trong vòng vài ngày đầu cho khi đến khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Và dựa vào thời điểm xuất hiện hội chứng Nguyên lại như chúng ta vừa thống nhất với nhau, đấy là 36 giờ đầu này, 72 giờ và 5 ngày sau nuôi dưỡng. Vì vậy nên việc theo dõi bệnh nhân có hội chứng Nguyên lại trên lâm sàng, bác sĩ khuyến cáo anh chị là chúng ta nên theo dõi ít nhất là trong vòng 5 ngày sau nuôi dưỡng. Mình sẽ cần phải theo dõi chặt chẽ những cái yếu tố về điện giải, về nồng độ ion huyết thanh cũng như là những cái yếu tố sinh tồn của bệnh nhân. Thế thì ở đây mình đưa ra một số cái khuyến cáo về bù ion. Ở trên lâm sàng thì thực tế ạ, mình đã không nhiều bệnh viện mình làm được magie máu. Vì vậy nên là khuyến cáo cho anh chị là mình sẽ theo dõi cái lượng kali và phosphor để dự phòng hội chứng Nguyên lại. Về bù lượng kali thì mình thấy là các anh chị lâm sàng, các bác sĩ lâm sàng mình rất là thành thạo trong vấn đề cân bằng điện giải về natri và kali rồi. Ở đây mình sẽ đưa ra khuyến cáo về bù phosphor đối với những trường hợp bệnh nhân có hội chứng Nguyên lại, bởi vì giảm phosphor cũng sẽ là một cái yếu tố mình rất hay gặp ở trên lâm sàng. Thế thì bù phosphor ở đây mình sẽ chia thành hai phần chính, đấy là bù qua đường tiêu hóa và bù qua đường tĩnh mạch. Thế thì nếu mà nồng độ phosphor máu lớn lớn hơn 0,48 mmol thì cần bổ 1,3 mmol phosphor nguyên tố trên 1 kg cân nặng. À, cần bổ sung 1 mmol phosphor nguyên tố trên 1 kg cân nặng, tương đương với khoảng từ 40 đến 80 mg phosphor và chia thành 4 lần trên một ngày. Nếu nồng độ phosphor giảm thấp dưới 0,48 mmol trên lít thì anh chị cần bổ sung 1,3 mmol phosphor trên kg cân nặng, tối đa là 100 mmol phosphor cũng chia 4 lần trên một ngày. Anh chị sẽ chú ý một chút là đối với những bệnh nhân béo phì thì cần dùng liều phosphor tối đa ngay từ đầu hoặc liều hiệu chỉnh theo cân nặng và chiều cao. Bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm thì nên dùng 1 phần 2 liều so với khuyến nghị ngay từ đầu. Liều phosphor tĩnh mạch thì anh chị nên thận trọng bởi vì phosphor có thể gây kết tủa canxi, gây hạ canxi máu, gây suy thận do lắng đọng canxi phosphor. Và nồng độ phosphor máu khi mà lớn hơn hoặc bằng 0,1 thì anh chị sẽ bù từ 0,08 đến 0,24 mmol phosphor/kg cân nặng, tối đa là 30 mmol trong vòng 6 giờ. Và nếu mà nồng độ phosphor hạ sâu dưới 0,4 thì anh chị bù liều cao là 0,25 đến 0,5 mmol trên kg cân nặng và trong vòng 8 đến 12 giờ, tối đa là 80 mmol phosphor.
Thế thì trong thực tế lâm sàng có một số cái chế phẩm mà chứa hàm lượng phốt pho cao, anh chị có thể cân nhắc sử dụng. Ở đây bác sĩ đưa ra hai cái chế phẩm. Thứ nhất là pha tích sử dụng đường uống, thì trong một ống chứa 2,17 mg phốt pho nguyên tố, 2,17 mol canxi nguyên tố và 1,03 mol magie nguyên tố. Ngoài ra anh chị cũng có thể dùng kit decan, là ở trong chế à, trong một viên kit decan có hàm lượng phốt pho kết hợp với canxi và vitamin D khá cao. Chế phẩm phốt pho đường tĩnh mạch phổ biến thì ở bệnh viện Đại học Y đang dùng là FDP, một lọ chứa 5 gam FDP tương ứng với 22 mmol phốt pho nguyên tố. Thì quay lại ca lâm sàng đầu tiên mà chúng ta cùng bàn luận. Thế thì ở bệnh nhân này anh chị thấy bệnh nhân có yếu tố nào của hội chứng nguyên lại ạ? Về BMI của bệnh nhân làm sao ạ? Hiện tại BMI của bệnh nhân hạ rất thấp. Bệnh nhân giảm nhiều cân, bệnh nhân giảm khoảng độ 10 cân trong vòng 3 tháng, tức nghĩa là lớn hơn 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 3 tháng. Như vậy, mình chưa cần xem xét đến các yếu tố cận lâm sàng. Thì riêng về lâm sàng, riêng về cân nặng và tình trạng giảm cân của bệnh nhân thì bệnh nhân làm sao ạ? Đã có nguy cơ cao hội chứng nguyên lại rồi. Khi xem xét đến những cái yếu tố cận lâm sàng thì anh chị có thể thấy ở đây là sao ạ? Albumin của bệnh nhân hạ rất sâu, kali và phốt pho cũng giảm cực kỳ thấp, kali là 2.2 và phốt pho là 0.35. Như vậy, vấn đề cấp tính đầu tiên mình phải đặt ra ở trên bệnh nhân này là vấn đề gì ạ? Hội chứng nuôi ăn lại ạ. Và khi đó chúng ta trước khi chúng ta làm sao ạ? Nuôi dưỡng trở lại bệnh nhân thì làm sao? Anh chị không được quên dự phòng hội chứng nuôi ăn lại, bổ sung thiamin, vitamin tổng hợp, theo dõi chặt chẽ các điện giải như magie, phốt pho và kali máu. Thế thì chẩn đoán dinh dưỡng trên bệnh nhân này là gì ạ? Hội chứng nuôi ăn lại mức độ nặng trên bệnh nhân, tắc mật do u đường mật trong gan phải, theo dõi ung thư gan và tăng huyết áp. Chính vì thế nên khi bắt đầu nuôi dưỡng bệnh nhân này trở lại thì anh chị cần dự phòng hội chứng nuôi ăn lại bằng vitamin 1. Bệnh nhân này không có chống chỉ định nuôi dưỡng đường tiêu hóa nên anh chị hoàn toàn có thể sử dụng các chế phẩm vitamin B1 đường uống như ở bệnh viện Đại học Y hay dùng phổ biến nhất là Scaneron, trong một viên thì có 100 mg vitamin B1. Cái thứ hai, bệnh nhân cần cân bằng nước, điện giải, bổ sung kali, phốt pho và magie máu. Trên bệnh nhân này làm sao? Phốt pho đã hạ khá là sâu, 0.35, nên anh chị có thể làm sao? Mình cân nhắc sử dụng bù phốt pho đường tĩnh mạch bằng FDP luôn. Nuôi dưỡng đường tiêu hóa thì mình sẽ khởi động với mức năng lượng trung bình hoặc thấp. Trên bệnh nhân này anh chị có thể khởi động là 10 đến 20 kcal năng lượng trên kg trên ngày và tăng dần năng lượng, tăng 33% sau mỗi 1 đến 2 ngày nếu tình trạng và điện giải của bệnh nhân ổn định. Ở bệnh nhân này anh chị cần đảm bảo đủ lượng protein, tức nghĩa là 15 đến 20% tổng năng lượng một ngày. Ưu tiên bổ sung những cái thực phẩm hoặc sản phẩm dinh dưỡng y học giàu axit amin phân nhánh BCAA, bởi vì bệnh nhân đang có những cái tình trạng liên quan đến tăng men gan, liên quan đến tiêu hủy tế bào gan. Thế thì trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của mình về cái hội chứng nuôi ăn lại. Sau đây trên lâm sàng, nếu anh chị đã từng gặp hội chứng này, có câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì anh chị hoàn toàn có thể đưa ra câu hỏi để chúng ta cùng bàn luận ạ.